bằng mấy? 2. 2 cộng 2 bằng mấy? 4. 5 cộng 5 bằng mấy? 10. 10 cộng 10 bằng bao nhiêu? 20. 7 cộng 7 bằng bao nhiêu? 14. 4 cộng 1 bằng mấy? 5. 8 cộng 8 bằng bao nhiêu? 5. 9 cộng 9 bằng mấy? 18. Đúng rồi, hoan hô bạn Phong Kỳ, hoan hô bạn Kỳ về tài quá. Bây giờ mẹ đố tiếp là con đánh vần cho mẹ chữ bố nào? Bố khách bố. Chữ mẹ nào? Mẹ. Chữ bà nào? Mẹ. Đúng rồi, chữ ông nào? Ông. Đúng rồi. Hello. Thế chữ em nào? Em. Đúng rồi. Thế em con đánh vần chữ gì? Huế nào? Huế nào? Huế.